Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2024 sẽ có các nội dung đáng chú ý. Xúc động lễ dỗ tập thể các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh. Thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, quan tâm chăm lo mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công cách mạng. Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ sẽ tăng, đặc biệt là trong quý tư. Thưa quý vị, thưa các bạn, suốt 77 năm qua, cứ đến ngày 27 tháng 7, thì cả nước lại có nhiều hoạt động thiết thực để tỏ lòng thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn đời mình cho độc lập tự do của dân tộc, ấm no hạnh phúc của nhân dân. Và sáng nay tại đền thờ Bác Hồ, Bác Tôn, một số cố lãnh đạo đảng, nhà nước và các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh ở quận Cái Răng, Ban liên lạc Trung đoàn 1 U Minh đã tổ chức một lễ dỗ tập thể đầu tiên. Sau đây là những hình ảnh tràn đầy xúc động mà phóng viên chúng tôi ghi nhận được. Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh nằm ở cuối đường số 9 thuộc khu dân cư 586 phường Phú Thứ, quận Cái Răng, chỉ mới khánh thành cách đây vài tháng. Do vậy, Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh đã quyết định tổ chức lễ dỗ tập thể lần thứ 9 và cũng là lần đầu tiên tại đền thờ này. Trong kháng chiến chống Mỹ và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, Trung đoàn 1 U Minh có hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống. Đến nay, vẫn còn người chưa tìm được hài cốt để quy tập về nghĩa trang liệt sĩ hay về với gia đình. Đó là trường hợp của liệt sĩ Nguyễn Văn Nồng, hy sinh trên sông Hậu, liệt sĩ Nguyễn Văn Chúc, anh dũng nằm lại trên đất Hậu Giang. Vì lẽ đó, nhiều gia đình liệt sĩ từ Nam chí Bắc đã tề tụ về đây, thắp nén hương thơm để thỏa nỗi mong chờ. Anh cô hiện giờ đang nằm ở dưới sông Hậu, ở dưới đáy sông Hậu, không có mộ. Trên được nơi này là cô coi đây là nơi mộ của anh, nơi an nghỉ của anh. Thì cuối cùng thì được tin anh Bảy Quang báo là đã sẽ đưa anh về danh sách ở Trung đoàn 1 này. Đền thờ Trung đoàn 1 U Minh, anh hùng. Thì đó là niềm vinh dự của gia đình. Nên mất mát nhưng mà cũng hy sinh nhưng mà cũng rất là vinh dự. Hai gia đình chúng tôi của liệt sĩ Chút và liệt sĩ Muôn là không thấy tên, bây giờ là đang xét nghiệm ADN L, không thấy tên, đâm năm nào cũng vào thắp hương cho liệt sĩ, cho anh thắp chung cả gia đình, lúc nào cũng trông ngóng, các chị các em là trông ngóng để làm sao xác nhận được cái gen ấy, để mang anh về có búc bốn ngôi lên mang về Bộ Lao động Thương binh Xã hội để xét nghiệm nhưng mà không trúng, tại vì liệt sĩ là chưa biết tên nó rất là nhiều. Tưởng nhớ đồng đội, tri ân các bác, các chú, các anh đã có công với quê hương đất nước, khiến những người có mặt không khỏi xúc động. Dò đọc từng cái tên của hàng ngàn vị anh hùng vì nước quên thân mà không khỏi bùi ngùi thương tiếc. Ngày dỗ tập thể với mâm cơm dân cúng hôm nay cũng đơn giản như sinh thời các liệt sĩ đã cùng đồng đội đồng chí chia ngọt sẻ bùi. Nhưng quan trọng hơn là sự nhắc nhớ ký ức oai hùng không bao giờ quên đối với những chiến công lẫy lừng của người đã hy sinh. Trong ngày giỗ đặc biệt này, có lẽ anh linh của những anh hùng liệt sĩ dù ở phương nào cũng cảm thấy toại nguyện. Đây là một cái vinh dự của cái truyền thống của Trung đoàn 1 của mình. Được tổ chức là cái nhà thờ của trung đoàn, tổ chức được gì là cái điều quý báu vô cùng. Mặc dù là nhiều năm rồi mình mới tổ chức được cái ngày lễ như ngày hôm nay. Cùng với các địa phương, cùng với Trung đoàn 1 hiện nay, đó là tìm kiếm cất bóc hài cốt ở liệt sĩ. Với tình thương của mình đối với anh em, thì Ban liên lạc phải cùng với anh em để đi tìm kiếm cái bóng. Thì mấy năm nay đó là làm cũng khá nhiều rồi đấy, nhất là anh em ở miền Bắc. Sau 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn 1 U Minh đã vinh dự 3 lần được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 3 tiểu đoàn, 6 đại đội và 26 cán bộ chiến sĩ được phong tặng danh hiệu anh hùng.
và nay lại được các cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước qua các thời kỳ, các mạnh thường quân cùng chung sức đóng góp xây dựng nên một ngôi đền, tổ chức lễ giỗ tập thể hàng năm để thành tâm tri ân đến các bậc tiền nhân và nhắc nhớ các thế hệ mai sau về những người con của quê hương đất nước, quyết hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc và sự ấm no, hạnh phúc của đồng bào. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, những ngày qua công tác đền ơn đáp nghĩa tại thành phố Cần Thơ diễn ra sôi nổi. Nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách, người có công cách mạng tiêu biểu và mẹ Việt Nam anh hùng được thành phố quan tâm thực hiện. Viết tiếp truyền thống uống nước nhớ nguồn, tuổi trẻ thành phố những ngày này hăng hái tổ chức các hoạt động hướng về người có công với cách mạng với những việc làm thiết thực ý nghĩa như tu sửa, dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu và mẹ Việt Nam anh hùng. Các hoạt động nhằm tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ cho đoàn viên thanh niên. Đảng vậy đó, chính quyền thì cũng chiếu cố gia đình đó, lễ lọc này kia nọ thì tới thăm lo mẹ. Gia đình cũng cảm ơn đảng và nhà nước, cách mạng. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức đến thăm, tặng 17.901 xuất quà cho gia đình thương binh, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu với tổng kinh phí trên 12 tỷ đồng. Ngoài ra, tổ chức 9 đoàn lãnh đạo thành phố thăm tặng 720 phần quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu 9 quận huyện. Đảng chiếu cố vậy cô rất là phấn khởi vì cô là một thương binh rồi 3/4 rồi cô thấy rất là vui mừng khi được nhà nước chiếu cố để làm cái lễ kỷ niệm ngày 27/7 lễ tri ân những người có công với nhà với nước. Được sự quan tâm của lãnh đạo như vậy thì chúng tôi nhận cái món quà đó thì thấy rằng cũng rất là quý, tuy là món quà thì nó cũng không giá trị gì cao lắm, nhưng mà thể hiện được cái sự quan tâm của lãnh đạo đối với những cái gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách hoặc là gia đình có công với cách mạng như vậy. Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 38.400 gia đình chính sách, trong đó có gần 5.000 đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên hàng tháng, với tổng kinh phí cấp phát trên 11 tỷ đồng một tháng, trên 130 tỷ đồng một năm. Toàn thành phố hiện còn 20 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trong tổng số 861 mẹ Việt Nam anh hùng. Tất cả các mẹ đều được các đơn vị nhận phụng dưỡng. Có 14 trong tổng số 45 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong kháng chiến còn sống đang được chăm sóc chu đáo. Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh vận động xã hội hóa, thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa như xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, đảm bảo 100% đối tượng người có công với cách mạng đều có bảo hiểm y tế, vân vân. Khó khăn thì không tiền nhà dột rồi đó, rồi không tiền cắt. Căn nhà tôn rồi đủng dột hết trơn rồi. Hai bên thì cũng gắt vậy đó. Mong được cái nhà vậy đó, thì cô cũng mừng. Tổ chức họp mặt rồi này kia thì đều có mời. Quân khu cũng quan tâm, có họp hội rồi cũng mời á, mời đi họp, thì dự họp mặt ở thành phố cũng vậy. Nói chung các chế độ này kia thì cũng đầy đủ. Tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa trên toàn thành phố cũng như là các đơn vị để nâng cao cái nguồn lực, đặc biệt là trong cái chính sách về nhà ở, chính sách về cái chế độ ưu đãi giáo dục á, thì sở cũng đã phối hợp với sở ngành có liên quan là coi như rà soát rồi duyệt là coi như là cái các đối tượng là học sinh, sinh viên, là con em của người có công cách mạng, đặc biệt là con em của liệt sĩ cũng như là thương binh, để làm sao là mình có cái chế độ là hỗ trợ cũng như là miễn giảm học phí cho các em. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả, tri ân đối với thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức trại hè Phương Nam lần thứ 7 năm 2024. Có gần 550 học sinh, 260 giáo viên, cán bộ quản lý đến từ 25 trường trung học phổ thông chuyên và trường trung học phổ thông của 17 tỉnh, thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên tham gia. Trong 2 ngày diễn ra trại hè 27 và 28 tháng 7, các cán bộ quản lý và giáo viên tham gia hội thảo chuyên đề về tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 các môn chuyên, trao đổi chia sẻ về công tác quản lý nhà trường, thi viết chuyên đề chuyên sâu, học sinh tham gia cuộc thi Olympic các môn
học, hoạt động trải nghiệm dã ngoại về nguồn. Riêng trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ năm nay có 104 cán bộ giáo viên tham gia hội thảo và 27 học sinh dự thi Olympic các môn học. Trại hè Phương Nam là một hoạt động thường niên nhằm bồi dưỡng và phát triển năng khiếu về chuyên môn cho học sinh, là dịp để các cán bộ quản lý, giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn, công tác quản lý và phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo mũi nhọn và hoạt động giáo dục toàn diện. Tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, huyện Phong Điền, vào sáng nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn Từ Quang năm 2024. Đại diện Ban dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở ban ngành thành phố, đại diện lãnh đạo huyện Phong Điền, xã Mỹ Khánh cùng các tăng ni Phật tử đến dự. Với lòng ngưỡng mộ công hạnh của cố trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Quang, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố cung thỉnh thánh danh của Hòa thượng để tưởng nhớ đến cuộc đời tu học và hành đạo của bậc tiền nhân trọn đời cống hiến cho đạo pháp, nhằm nhắc nhở các giới tử tinh tấn tu học, trau dồi phẩm hạnh, làm cho đạo pháp ngày càng phát triển trang nghiêm và vững mạnh trong lòng dân tộc. Đại giới đàn Từ Quang năm 2024 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7, có 379 giới tử thọ giới, gồm Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Swamana, Sadi, Sadini, điểm truyền giới Chư Tăng ở Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, huyện Phong Điền, điểm truyền giới Chư Ni tại Chùa Phước Long, quận Cái Răng. Tiếp tục nỗ lực thực hiện cam kết đưa giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ lên tầm cao mới, được ghi tên trên bản đồ Marathon Quốc tế, công ty DHA Việt Nam, đơn vị chủ sở hữu tổ chức giải, đã quyết định mời chuyên gia của Hiệp hội Marathon và chạy đường dài quốc tế AIMS đến Cần Thơ, trực tiếp chuẩn hóa đường chạy với các cự ly 5 km, 10 km, half marathon 21,1 km và full marathon 42,195 km. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 7, chuyên gia hạng A thế giới Phùng Quang Trát của AIMS phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ và các sở ngành có liên quan, ban tổ chức giải đã tiến hành công tác kiểm tra đo đạt chuẩn hóa đường chạy do đội ngũ chuyên gia của DHA đề xuất sau quá trình khảo sát và thiết kế chi tiết. Với đường chạy được chứng nhận theo tiêu chuẩn AIMS, các vận động viên tham dự giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ có thể sử dụng kết quả thi đấu tại giải để làm một trong những điều kiện được đăng ký tham gia giải du lịch thế giới theo độ tuổi của Airport World Marathon Major. Theo đó, với sự chuẩn hóa của AIMS, từ mùa giải 2024, đường chạy của giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ sẽ được chứng nhận đường chạy đạt chuẩn quốc tế tại thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đây là dịp quan trọng để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ của cả nước, quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chủ trương quan điểm của đảng ta, đặc biệt là quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng về việc xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Ngay sau hội nghị, thành phố Cần Thơ cùng các địa phương đơn vị cả nước bám sát đường hướng nội dung để vận dụng vào thực tiễn. Tại hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về văn hóa, ngay trong những nội dung đầu tiên khi nói đến định nghĩa văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, dù theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp, thì khi nói đến văn hóa là nói đến những gì tinh hoa, tinh túy nhất được chưng cất, kết tinh, hun đúc thành những giá trị tốt đẹp, cao thượng, đặc sắc nhất, rất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, tiến bộ. Văn kiện đại hội hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền lắm của, ăn ngon mặc đẹp, mà còn là sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng. Việt Nam là một đất nước có hơn 4.000 năm lịch sử, trải qua không biết bao nhiêu sự biến đổi thăng trầm do thiên nhiên và con người gây ra, đã tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị bản sắc văn hóa riêng của dân tộc, làm nên hồn cốt của dân tộc, đồng thời tiếp thu và góp phần đóng góp vào nền văn hóa chung của nhân loại. Nhắc lại một cách vắn tắt như vậy, để tôi muốn khẳng định rằng, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nhận thức của Đảng về văn hóa ngày càng toàn diện,
đầy đủ và sâu sắc hơn, cứ từng bước một. Đảng ta xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Xác định phát triển văn hóa phải đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Nói sâu sắc, ngắn gọn như Bác Hồ vẫn nói là văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Từ sau hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, thành phố Cần Thơ tiếp tục có sự vận dụng linh hoạt phù hợp thực tiễn, truyền thống lịch sử văn hóa, truyền thống cách mạng, các di tích di sản văn hóa phi vật thể là chỗ dựa vững chắc, luôn được chú trọng dung đắp phát huy và hướng mạnh về cơ sở cộng đồng dân cư. Các địa phương còn tổ chức giao lưu với nhau, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ của Hưu Trí Bình Thuận cũng đã ghé và giao lưu với đội văn nghệ của câu lạc bộ Hưu Trí thành phố Cần Thơ mình. Có rất nhiều loại hình, kể cả chèo, kể cả bài chòi. Rồi ở trong mình thì có đàn ca tài tử, có ca cổ, thậm chí có trích đoạn cải lương. Thì rõ ràng giờ về các cái lĩnh vực mà văn hóa đặc thù của vùng miền cũng được giữ gìn và cũng giới thiệu cho những địa phương khác biết. Các thiết chế, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đều chú trọng từ con người đến gia đình rồi ra cộng đồng dân cư, cùng xây dựng thói quen và lối sống văn hóa mới, dân trí ngày càng nâng lên. Để có những bước phát triển đáng phấn khởi về văn hóa, trước tiên, các cấp ngành tiếp tục xây dựng văn hóa trong đảng và trong hệ thống chính trị, xây dựng văn hóa gắn liền đạo đức công chức và công vụ. Những mô hình ngày càng gần gũi thân thiện với cộng đồng, truyền tải thông điệp nhân dân là chủ thể thực hiện và thụ hưởng những thành quả chung về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và chăm lo về an sinh. Nâng cao cái ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong thực thi công vụ, và mà mục tiêu đó là phải vừa mang tính phục vụ, vừa phải vận động để người dân hiểu, người dân biết và người dân đồng thuận làm theo. Chúng tôi đã tự thiết kế phần mềm để quản lý tài liệu sách giấy nhằm phục vụ bạn đọc tại thư viện, phối hợp xây dựng kho tài liệu sách số nhằm phục vụ bạn đọc trên môi trường mạng, phối hợp số hóa tài liệu địa chí Cần Thơ đồng bằng sông Cửu Long, tập trung để tham mưu cho lãnh đạo thành phố để thực hiện tốt cái đề án của thành ủy về phát triển văn hóa đến năm 2030. Thì trong đó thì chúng tôi chú trọng để xây dựng các cái thiết chế văn hóa và để đảm bảo thực hiện các cái nhiệm vụ về phát huy cái di sản văn hóa trên địa bàn thành phố, các cái di tích lịch sử văn hóa, phối hợp để đăng cai cuộc thi liên quan cải lương toàn quốc tại thành phố Cần Thơ. Tiếp theo đó nữa thì chúng tôi sẽ tham mưu cho thành phố xây dựng cái đề án lâu dài về cuộc thi cải lương một quá nguyên trong quyền, để tổ chức cái hoạt động này mang tính toàn quốc, tổ chức các cái sân chơi để phục vụ nhân dân và du khách. Thành phố Cần Thơ đang nỗ lực cùng cả nước bám sát đường hướng hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, chung sức thực hiện mong mỏi tha thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công tác văn hóa sẽ có bước chuyển biến tiến bộ mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp tục làm dễ dàng thêm cho dân tộc, cho giống nòi, tạo thành sức mạnh vô song để xây dựng tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, đất nước ta ngày càng phồn vinh, xứng đáng với truyền thống ngàn năm gian hiến và anh hùng của một dân tộc anh hùng, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. Xin được liên tục chương trình. Văn phòng Chính phủ vừa chuyển thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác và làm việc với các địa phương đồng bằng sông Cửu Long về xử lý khó khăn trong các dự án giao thông. Theo thông báo, về khâu giải quyết vật liệu xây dựng, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu chủ động làm việc áp dụng mọi cơ chế chính sách đặc thù để giải quyết nguồn vật liệu theo chỉ tiêu được giao.
cam kết hoàn thành thủ tục cấp phép trong tháng 7, thực hiện khai thác toàn bộ các mỏ cát và đá trong tháng 8 năm nay để phục vụ xây dựng các tuyến cao tốc trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long. Yêu cầu chủ đầu tư chủ động làm việc với địa phương để có nguồn vật liệu đạt yêu cầu, đảm bảo thi công đúng tiến độ các dự án đã được phê duyệt. Ngân hàng Nhà nước đang trình chính phủ để tăng thêm nhiều cơ chế ưu đãi hơn nữa cho người vay mua nhà ở xã hội. Hiện nay đã có 78 dự án thuộc 34 trên 63 tỉnh, thành phố đã công bố danh mục các dự án nhà ở theo quy định tại gói 120.000 tỷ đồng. Trong đó, các ngân hàng thương mại đã giải ngân 1.344 tỷ đồng. Riêng mức giải ngân cho các chủ đầu tư dự án là 1.295 tỷ đồng và cho người mua nhà 49 tỷ đồng. Ngoài 4 ngân hàng thương mại, mỗi ngân hàng 30.000 tỷ đồng, đưa quy mô gói lên 120.000 tỷ. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước thông tin hiện nay thêm 4 ngân hàng thương mại cổ phần khác cũng muốn tham gia. Trước mắt, mỗi ngân hàng sẽ dành nguồn lực 5.000 tỷ đồng, đưa quy mô gói tín dụng nhà ở xã hội lên 140.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đang trình chính phủ nâng mức giảm mạnh lãi suất để tạo điều kiện cho người mua nhà ở giá rẻ. Từ năm học 2024-2025, Trường Quản trị và Kinh doanh HSB Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ cấp học bổng toàn phần đối với sinh viên là con cháu, cả cháu nội và cháu ngoại của thương binh liệt sĩ các thời kỳ. Cụ thể, nhà trường sẽ cấp học bổng toàn phần cho con và cháu liệt sĩ và thương binh các thời kỳ ở mức độ 1/4. Với sinh viên là con cháu thương binh mức 2/4 sẽ được nhà trường cấp học bổng 75%, con cháu thương binh mức 3/4 được cấp học bổng 50%. Năm 2024, Trường Quản trị và Kinh doanh tuyển 500 chỉ tiêu hệ đại học chính quy với 4 ngành đào tạo. Mức điểm sàn xét tuyển vào trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 21 đến 22 điểm. Dự kiến nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ từ nay đến cuối năm sẽ tăng hơn so với 6 tháng đầu năm 2024, đặc biệt là trong quý tư. Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ, thương mại, dịch vụ, công nghệ thông tin, công nghiệp và xây dựng sẽ là các lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn để kết nối hiệu quả cung cầu lao động, kết nối người lao động với người sử dụng lao động có nhu cầu. Đơn vị tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ thị trường lao động như sàn giao dịch việc làm, ngày hội tuyển dụng, công tác tư vấn hướng nghiệp, dự báo nhu cầu nhân lực, duy trì mô hình liên kết ba bên, nhà trường, trung tâm, doanh nghiệp. Khảo sát của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ ở 1.554 lượt doanh nghiệp cho thấy, 6 tháng đầu năm 2024, nhu cầu tuyển dụng là khoảng 12.100 người, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2023. Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố Cần Thơ vừa có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tại huyện Thới Lai. Đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Đông Bình và Trường Xuân. Đây là hai trong ba xã mà huyện Thới Lai đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Qua rà soát, đến thời điểm hiện tại, xã Đông Bình đạt 14 tiêu chí, xã Trường Xuân đạt 13 trên 19 tiêu chí. Các tiêu chí mà hai xã chưa đạt gồm tiêu chí số 5 giáo dục, số 10 thu nhập và số 13 hình thức tổ chức sản xuất, số 11 hộ nghèo, số 14 y tế và số 15 tiêu chí về hành chính công. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố Cần Thơ lưu ý địa phương cần tiếp tục triển khai các biện pháp hiệu quả trong phát triển kinh tế hộ gia đình, vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường, đảm bảo an ninh trật tự nhằm sớm thực hiện hoàn chỉnh các tiêu chí theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn giao Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều tiếp tục triển khai xây dựng đề án khai thác trung tâm thương mại Cái Khế. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu quận Ninh Kiều rà soát đánh giá cụ thể về hiện trạng, các khó khăn vướng mắc liên quan, đề xuất phương án đấu giá lồng ghép vào đề án khai thác trung tâm thương mại Cái Khế, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt đúng thời hạn quy định. Chủ động phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan rà soát thống nhất phương án sắp xếp lại chợ và nhân sự ban quản lý chợ, đồng thời chủ động làm việc với doanh nghiệp về phương án xử lý khu nhà lồng 2. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét định hướng giải quyết theo đúng quy định. Trước đó, quận Ninh Kiều có báo cáo đề xuất đầu tư nâng cấp trung tâm thương mại Cái Khế trở thành trung tâm thương mại đa chức năng, khang trang, văn minh, hiện đại nhằm khai thác phát huy hết tiềm năng lợi thế khu đất hiện hữu trong phát triển thương mại dịch vụ của địa phương. Đồng thời bảo đảm khai thác giá trị quyền sử dụng đất đúng với giá trị thực tế trên thị trường, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Hình thức đấu giá để chọn nhà đầu tư tầng cao xây dựng trung bình 20 tầng.
trong chương trình thời sự vào trưa ngày 24 tháng 7 vừa qua, chúng tôi có phản ánh về tình trạng rác thải trên vỉa hè đường Võ Văn Kiệt thuộc địa bàn quận Bình Thủy. Sau khi nhận thông tin phản ánh, quận Bình Thủy đã chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương khắc phục trả lại hiện trạng cho vỉa hè. Theo đó, tại những vị trí tồn tại nhiều rác thải trên vỉa hè như phản ánh đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy phối hợp với Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ thực hiện thu gom, đồng thời dọn dẹp vệ sinh nhằm trả lại sự thông thoáng, sạch đẹp cho vỉa hè. Ngành chức năng quận Bình Thủy cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng một số hộ dân có hành vi vứt rác bừa bãi như vừa qua. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.